Rồi thì hiện bây giờ em đang có mặt tại thị trấn Ba Chi. Đến đây để đến để đi ra cái chòi ngoài đây. Ghi hình đang bán giùm cho cái anh này một cái đôi bò. Và để ra coi cái anh bán cái con bò gì. Và cái giá như thế nào. Ồ thì cái mía hết biết cái mía luôn ta. Mía này tốt quá tốt. Coi cái anh bán cái con bò gì và giá cả như thế nào nha quý cô chú anh chị các bạn. À, thì nhưng mà bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em để chúng ta có thể chốt được những con bò. Rồi thì bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay nha. Rồi thì em đến cái chỗ này để em ghi hình đăng bán giùm cho anh này hai con bò tơ chữa nha quý cô chú anh chị các bạn. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của hai con bò bô xin tơ và hiện đang mang thai lứa đầu. Thì qua cái hình ảnh thì chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn có thể thấy được đó, cái độ đẹp của hai con bò ở đây. Một con là khú mật đang mang thai 7 tháng và con này là con bô xin. Con này là màu, nói chung là màu rất liền màu, rất đẹp ha. Con này mình có thể nhìn qua cái ống kính là mình có thể thấy là cái dàn dậu rúng đó. Dậu rúng khá là bài bản luôn. Chân móng ở đây là móng sò. Đây quý cô chú anh chị và các bạn, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này thì hiện đang mang thai 4 tháng, bao chữa 4 tháng nha. Sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh. Con này là nó lai máu rất man này nè. Đầu dồ mắt xéo. Nhưng mà có một cái lỗ tai nhỏ nha. Con bò nãy đẻ sai cực kỳ. Đó, nói đến cái dòng bò đẻ mắng thì chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn nghĩ ngay về những cái dòng bô xin như thế này. Về là nó đẻ, nói chung là nó đẻ sau khoảng 1 tháng là bắt đầu lên giống, 20 ngày cũng có. Đó, mình nên chọn những cái con bò mà đẻ sai, đẻ mắng như thế này để chúng ta nuôi, để nhanh thu hồi vốn. Thứ nhất, thứ nhì là nó có thể sinh lời cao trong cái khâu chăn nuôi ha. Ở đây thì mình có thể thấy trực tiếp là cái con này là cái con màu khú mật. À, con này màu khú mật nha. Đó, mặt mày thì nói chung là nó cũng khá là ok. Con này tơ, hiện đang mang thai lứa đầu, xuống vú rồi. Con này là xuống vú nặng rồi nha. Chữa 7 tháng, bao chữa 7 tháng. Bà con cô bác anh chị nào chúng ta nếu mà cảm thấy muốn mua thì chúng ta về nhà nhờ bác sĩ thú y thăm khám lại và thông báo cho em biết bò nếu như mà không có thai thì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác. Ở đây thì em đang có một chuyến bò chuyển bò về tỉnh Bình Thuận. À, sẽ đi ngang qua các tỉnh như là Đồng Nai. Đó. Đồng Nai hoặc là Vũng Tàu. Thì bà con cô bác anh chị nào ở những tỉnh thành trên mà có nhu cầu muốn mua thì chúng ta liên hệ ngay với em để em ghép xe về cho nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển để chúng ta tiếp tục chăn nuôi cho nó sinh ra cái lãi ha. Ở đây thì cái con khú mật này thì hiện đang mang thai 7 tháng. Đó. Nó rất là tướng tá, rất là vạn vỡ luôn. Chân móng ở đây là mình có thể thấy trực tiếp qua cái video của em là không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Rúng ở đây là rúng chèn, vú là xuống vú rồi nha. Đó, màu này là màu khú mật nha cô chú anh chị các bạn. Đó, thấy vàng dậu lường không? Khá là ok. Con này chiều cao chỉ dao động tầm khoảng từ 1m35 bò. Đó, nói chứ 1m35 thì em đón phỏng phỏng chứ có thể hơn nữa. Bò này anh chủ nhà anh không chịu tắm ta. Bò này mà anh tắm nó mướt dữ lắm, thiệt. Tại vì nhìn cái vàng gu cổ của nó em thấy nó còn hơi móc. À, nó khô quá. Bò này mà anh tắm thường xuyên là con bò này lên màu đẹp dữ lắm luôn. À, cô chú anh chị các bạn thấy không? Mấy con khú mật này đưa em mà em về em make up lên một cái ha. Mấy con bò này lên giá trị tiền dữ lắm, đẹp á. Đó, chẳng hạn như là con bò này thì cái cậy đuôi của nó là cậy đuôi bẹ ha. Hai con này anh nuôi, anh chủ nhà nuôi rất là kỹ luôn. Cậy đuôi của hai con là cậy đuôi bẹ hết nha. Qua bự xương chậu thì rộng. Rất là thích hợp để cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua về nuôi phát triển nuôi sinh sản này ha. Mình nhìn cái vàng dậu lườn cho tới cái vàng đòn của nó nè. Đòn thì dài. Nó cái dòng bô xin thì mình biết rồi. Cổ bật gù cao ha. Còn cái dòng lai xin á thì nó hơi chùi chùi chút xíu, gù không cao mà cái vàng lưng nè. Cái vàng lưng với lại cái vàng dai nó không có. Nó là những cái dòng xin nha. Con này là lai bô xin nè. Nhìn thấy bò nó lực hơn, tướng tá vạn vỡ hơn. Vàng rúng nó đẹp hơn, giò cẳng nó cao hơn, nó kịch cộm hơn. Cấp mình thì khỏi chê rồi, nhìn bò nãy lực thấy ghê không. Đây bà con cô bác anh chị nào mà nếu mà chọn lựa thì bà con cứ nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em đi. Bò có cái cậy đuôi à. Cái cậy đuôi em nói thiệt chứ nó bằng bàn tay xè, em nhìn thấy thấy nó mà em thèm đu đủ gần chết luôn á. Đây. Đây cô chú anh chị các bạn thấy vàng cấp mình không? Lực. Con này thì nói đúng ra thì nó không có cao bằng con kia nha, nhưng mà cái tướng của con này nó lực dữ lắm. Nhiều nhiều anh thì thích những cái chị mà roi roi
ha, cao cao ốm ốm mình dây. Còn nhiều anh á lại thích những chị tướng tá lực nó. Thì đôi khi chúng ta cũng phải có cái gu mặn với cái gu lạc chứ ha. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Nhưng mà con này thì nó lai cái máu rất man. Con này lai máu man nên tướng nó lực hơn, đòn nó nói chung là đích của nó cũng nhìn thấy vạn vỡ hơn. Và cái vàng rúng của nó mình nhìn thấy là mình tê, mình đi hết nổi luôn á. Nó mình nhìn thấy vàng rúng này, để em mở cái máy ra, chế độ nó cận cảnh hơn cho chúng ta coi ha, cho nó kỹ. Nhìn thấy vàng rúng không? Nó xệ cái vú hết trơn à. Con này bao chữa 4 tháng nha. Chân móng ở đây là móng sò. Bà con cô bác anh chị cũng có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Chân móng ở đây cũng là móng sò. Vàng dậu lường thì khỏi chê rồi. Con này thì tướng tá của nó thì không có chấm, không có phải mà phản ứng rồi. Quá là ok. Tướng tá rất là lực luôn. Con này là chuẩn bò nền nha. Con này tơ hiện đang mang thai lứa đầu. Con kia thì cũng đây hiện đang mang thai lứa đầu. Và hai con bò này đều bao chữa hết nha. Và bây giờ em xin báo giá để cho bà con cô bác anh chị chúng ta đưa ra một cái quyết định coi có nên mua hay không. Con này bao chữa 4 tháng hiện đang có giá là 35 triệu. Bao chữa 4 tháng tơ đang mang thai lứa đầu. Và con này đang có giá là 36 triệu bao chữa 7 tháng nha. Con này tàn lớn nha. Tàn lớn lắm luôn. Rồi đó thì những cái hình ảnh kèm theo những cái thông tin của em cập nhật thì bà con cô bác anh chị chúng ta mua về sẽ được quyền kiểm tra con bò trước khi thanh toán, cũng như là dẫn con bò đi tới đi lui kiểm tra coi chân móng của nó hoàn thiện hay không, đi đứng có hoàn thiện hay không, rồi thông báo cho em biết nha. Tại vì cái này em đứng ra em đảm bảo và bảo lãnh giùm cho bà con cô bác anh chị khi mà phát sóng chương trình của em. Chúng ta có quyền kiểm tra trước khi thanh toán, nhưng mà mình vui lòng kiểm tra rồi mới thanh toán nha. Chứ để mà thanh toán rồi bắt tài đi về rồi ngày sau điện lại nói Út ơi bò cưng giao cho anh cho chị vậy ABCD, em không chịu trách nhiệm được. Em chỉ lãnh chữa trong vòng 3 ngày. Nếu như mà bà con cô bác thăm khám lại không có thai thì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Ở đây thì em chỉ là một cái người làm phim, một cái người tạo ra một cái chương trình để cho bà con cô bác có thể tiếp cận được những người bán, và những người bán có thể tiếp cận được những người mua. Ở đây thì cái cuộc mua bán này em đứng ra em giống như là em môi giới thôi, chứ không phải là bọt của em. Đó, anh chủ nhà thì anh ngồi trong kia ha. Thì em chỉ đứng ra em môi giới cho bà con mua bán thôi, chứ đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên cho em thì tội nghiệp em quá. Tại vì á, khi mà giao đến thì bà con cô bác anh chị chúng ta vui lòng kiểm tra bò trước khi thanh toán. Đó là một cái hình thức để em có thể nói chuyện được với bên bán và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người mua. Đó là những cái mà em muốn gửi đến cho bà con cô bác và muốn gửi đến những người, mọi người một cái video. Thứ nhất là mọi người có thể lên đây giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Thứ nhì là bà con cô bác anh chị có thể lên đây và lựa chọn kèm theo tham khảo giá bò hàng ngày để chúng ta quyết định mình có nên mua hay là không. Đó, mình lựa chọn con giống như thế nào. Đó, rồi chúng ta có thể để lại những cái bình luận ở phần dưới video. Đó là những cái bình luận, những cái nơi để cho bà con trao đổi những cái kinh nghiệm chăn nuôi, cũng như là những cái thắc mắc gì đó mà bà con không có biết trong cái lĩnh vực chăn nuôi này. Mọi người có thể lên để thảo luận, hoặc là mọi người có thể gọi trực tiếp cho em để hỏi, để em sẽ, nếu như mà em biết thì em sẽ giải đáp, còn nếu như mà em không biết thì em sẽ nhờ chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi này giải đáp cho bà con cô bác anh chị nha. Rồi thì em cũng xin nhắc là bây giờ em đang có một chuyến xe chở bò về tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận. Thì bà con cô bác nào, anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì chúng ta liên hệ với em để ghép xe về để nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển nha quý anh chị và các bạn. Anh xin nhắc lại, con này đang có giá là 35 triệu bao chữa 4 tháng, rất là đẹp luôn đúng không? Dài đùi đít đòn, nói chung là chân móng rất là đẹp rồi. Con này thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao tại phía sau khu của nó. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m3. Còn con nãy bên đây là em đoán khoảng 1m35 đúng không? Còn bên đây chiều cao nó 1m37-38 luôn của chú anh chị các bạn. Đó là những cái chiều cao thật của hai con bò này. Và bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Nếu cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em số điện thoại em để trong hình nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.